bây giờ đó nó đang ăn đầy, nó tự nhiên nó ói, nó đưa vào mạch, mình làm sao bữa sáu bữa chín, sáu tại thứ bữa sáu, bữa sáu nó đi xuống, bây giờ nó không ăn gì, chưa ăn gì nó cứ bị cái đó hoài. Thứ chín này, tại vì nó bị thực phẩm. Sáu bữa chín nó không xuống. Không có rồi. Không có rồi. Phải có chút tâm lý nó xuống liền. Phải có chút tâm lý. Chưa nói tới các đường kinh. Vâng. Trên nguyên tắc sử dụng nhâm đốc trước cái đã. Rồi sau đó các thầy mới lựa là các thầy phải phối thương nghiệp nào, phải làm sao. Phải không? Là chuyện khác. Rồi. Điều thứ hai á. Chúng ta vuốt á, không, chúng ta từ trước đến chúng ta vuốt á, trên mảnh đất vuốt rất là chính xác. Từ huyện này ra là tôi nói là, còn từ trước đây ta chưa học cách vuốt trên đường chưa thành nhâm, từ cứ vuốt đại cái thêm đại, tức là ta vuốt một lúc hàng hồ huyện nữa. Bây giờ nó chỉ có được quyền là hóa nhập thổ là chỉ có đoạn thôi, thì từ trước đây ta chưa có học cách vuốt chính xác. Cứ vuốt đại thành nhâm đâu có tới được, tức là nó không vô một cái program nào cái nào hết. Còn nếu đúng á thì bây giờ hóa ra là có lực phải vuốt chậm, tới đây là đúng tới đây thôi, không được vuốt lỗ tới đây thôi. Mà cái lực mà vào bạch nhâm á thì rất là khó. Tại sao biết không? Nó không có chân xương, chân gân, chân bắp gì để bị đè được hết. Thì vuốt ở ngoài á vô ích, mà đè quá thì bệnh nhân đau không chịu nổi, không biết cái mức nào, vì trong nó hoàn toàn nó là rỗng không à, nó không biết cái mức nào. Đó là cái khó. Thứ hai á, muốn có là lúc đó phải có nội lực. Giúp chậm thành cái khí nó vô. Vuốt chậm. Mấy khí nó vô nha. Đó, thì thiệt sự chúng ta chưa có nội lực. Vì thế mà khi học tới mảnh nhâm này á, là học hít thở cho nhiều. Mà hít thở mà phải đưa lực ra bàn tay. Hít thở con người bỏ trong nhóm nắng quá. Nhưng mà tay không có lực. Tay không có lực, tay không có điện đó. Tay không có điện. Mà có điện rồi á, cầm tay vuốt, bởi vì cái đường quá ngắn bây giờ phải vuốt đi từng ly một, đợi cho khí nó đi ra vuốt nhấn ra đấy thì từ từ nó mới hết. Thì chúng ta ông giá chúng ta vuốt tặng thêm thế bảo thì nó không thành công, vuốt này thì cái đó có thành công. Còn vuốt đúng á, để này đi vào cái tự nhiên mặt chúng ta đỏ lên thế này đó. Cái này tự chữa được này. Thế đấy là tự chữa. Nhưng mà người đã yếu rồi sao mà còn cái đó là chuyện như sao? Đấy, tôi vuốt chút xíu á, là tự nhiên nó khác lên, nó mọc cũng đỏ lên. Rồi tự nhiên cái tim nó khác lên. Tôi nghe rồi, đấu với chị Kim Đồng. Ngày sau là đưa luôn. Bây giờ tính đấu nữa kìa. Hôm qua đi kiếm với chị Kim Đồng. Hôm qua đi tìm đối thủ của mình. À, đi tìm đối thủ rồi, phải đâu làm bởi đâu. Hãy biết, một tuần sau biết được. Chỉ có một ngày thôi. Sau 4 ngày thì thấy mệt. Đúng rồi. Có một ngày thôi, sau đó lấy lại. Làm sao lên anh em? Người sao lên. Rồi, giờ tới nữa này. Bây giờ thổ sang kim. Thổ sang kim thì cái này là đi ngược vào, hoặc là thổ sang kim đi đúng bên tạ như bên phủ á, thổ sang kim thì lại là kim sang thổ. À, nó khác nhau chưa? Mà cái việc thiên đồ rất là quan trọng, mà ít ai biết, ít ai dám trả. Học trò sai sai ngoài à? Để thế này. Một chín lần vuốt xuống, vuốt đến cái trung quán sẽ để làm gì? Cái khi mà trung quán bao tử đầy hơi ở lên trên thiên đột, mà thiên đột là kim là của phổi, vì thế khi mà bao tử đầy mà có nấc cục, vì thế trong đông nguyên nó là thiên độ chữ nấc cục, là mình chính gọi là hơi bao tử trào lên, vuốt kim trả về cho thổ. Như vậy là khí vị nghịch trả lại. Nấc cục ở hơi, vì thế là cái đông nguyên người ta mới chọn cái nấc cục. Nhưng mà tao lý do là cái này nè, cái này là
Nhưng mà ta chỉ nói cái huyệt này thôi, nhưng thì cái này phải đi với cái này. Anh phải trả về đúng, dắt ta đi đến nơi về chỗ là trả các thằng nó về nhà, trả nhà nào hả đấy. Vút giữa đường mà thôi, tức là anh vút cái này cũng không đúng vậy, trông cũng đúng. Người trong vú thì nó đúng, nhưng mà đúng là phải từ thế rồi, dắt nó trả về. Đấy, trung quản. Dắt trả trung quản. Thì tự nhiên nó êm, êm luôn. Nếu không nó sẽ đau tức hoành cách mô. Vì thế trong nó bị là vừa chữa đau hoành cách mô, vừa chữa bị ngăn nhẹ, vừa chữa nấc cục, vừa chữa ợ hơi. Như vậy tức là trả kim về chỗ. Nó chữa luôn axit và chạy ngược này. Axit và chạy bao tử và chạy ngược bên cung họng này. Axit chạy ngược là chụp một hoặc là một can rồi. Một đó, một đó. Tức là miệng mà đắng này, bao tử nó trào lên miệng đắng, miệng chua là hoặc là một can. Nó khổ là bên băng quang. Khi lên của họng vừa đắng là có hỏa thực, và có vừa chua là có mộc thực, hạ bao tử. Nó kêu cái hạt bên thì là hạt bên là từ bao tử nhiệt, trong bao tử nó chạy ngược. Thế đó đó, cái đó là bao tử nhiệt không thầy? Hả? Cái đó là bao tử nhiệt, nó bao tử nhiệt nhiệt đắng. Một bao tử chua thì dư mộc, một bao tử đắng thì là dư hỏa. Nhưng mà cái trường hợp anh Lễ nói thì đây nó gọi hai cái luôn. Tức là không có dùng cái tiên độc trung quản này. Đúng chứ. Được. Nhưng mà hồi nãy là một bài khác, bây giờ bài khác. Chút xíu cần nhờ có thầy phối hợp, phối hợp lại với nhau. Tại trường hợp đang chảy ra, mình kéo xuống cái chạy ngược. Phối hợp bây giờ thế này. Rồi bây giờ á. Phối hợp với nhau là sao? Nếu chúng ta quyết định chữa bên đây, hay là chữa bên đây, hay chữa bên đây, hay là khi có tổn thương cả bên đây, thì mới chữa tài nhân vào đó. Còn nó chỉ tổn thương bên đây không thôi thì chết bên đây, thì tùy theo lúc đó tùy theo ông thầy, tùy theo ông thầy chứ. Thì bây giờ tôi bấm luôn là mạch cả đất cả nhâm luôn là cái nào đâu bấm như vậy đấy. Đâu dài dài tôi bấm trung quản, tôi bấm đằng sau, tôi bấm tỳ vị du, tôi bấm luôn cái lúc tâm lý là chắc là bảo đảm đấy liền. Nó thành sao bằng nó có tập lên, không tập lên nữa, hết liền, nó mà hết liền. Cái đó là phải nhập cứu thôi, nhập cứu là bắt buộc phải nhập cứu vì không có khí để chuyển. Thế phải trong nay nhân gặp trong dương sáu ấy mấy mấy người bệnh nhân là tôi làm thế là hết liền. Cảm ơn thầy, đi ra vui vẻ. Không thì đấy là chứ mà châm cứu thì chỉ có hai người của nhâm của đốc, không ăn thua thì phải vừa nhâm vừa đốc vừa chân kinh luôn. Yeah. Thì làm hết yeah. Làm hết tức là như vậy thì vẫn là chữa ngọn vào người biến chứng nhưng mà không chữa gốc. Chữa gốc thì người ta gọi là làm sao mà trở thành là nhất điểm thông minh mạch, tức là trong tám huyệt anh chọn, tức là hai nhâm hai đốc hai chân trái hai tay phải gì đó chứ tám huyệt, nhưng mà anh nghĩ sao có một huyệt thôi. Thì có những nhiều thầy châm cứu giỏi không có cái công một việc tính cho đúng cắm cái kim vào vê vê nó phải nghe có linh cảm nghe xong rút kim ra về nhà hết thiệt. Có nhiều khi đang vê một cái là mà hồi xong tự về nhà hết ở thế gọi là nhất điểm thông minh mạch. Thì trong tám việc cũng chỉ được chọn một, nhưng mà mình không đủ lực thì mình làm đúng tám, chứ thiệt sự thầy giỏi cũng chỉ chọn một. Đâu có ai ở đây có khả năng mà nhất điểm thông kinh mạch đâu. À, cái mông nghe là tôi dám bảo đảm không có ai vượt có không cái công lực đó. Thì nói thầy có rồi. Ở nhà anh hỏi 10 năm nữa thì có. Tốt không cần, không cần. Mà năm sau là có đủ rồi. Thập điểm luôn như rồi, thập điểm thông kinh mạch. Mỗi năm đủ sức rồi. Rồi bây giờ nè, chúng ta tiếp tục nè. Từ thổ sang kim thì bên kia là từ kim nhập thổ. Bây giờ từ kim sang thủy. Kim sang thủy thì từ thiên đột đi tuốt xuống dưới. Trung cực. Trung cực. Vuốt một đường từ thiên đột đi thẳng xuống trung cực, đặt thuận chiều đó, kim sang thủy ở thuận chiều đó. Và để làm sao biết không? Thủy khí bị tắc, thủy khí không đủ, trung cực lại là huyệt thủy.
Vậy thì nếu mà trung cực mà nhiệt thì đi tiểu vàng, đi tiểu giáp, đi tiểu giáp, đi tiểu đau, đi tiểu ít một và đi nhiều lần. Mà nếu trung cực mà hàn á là uống nó xong đi tiểu liền, đi tiểu nhiều, đi tiểu đêm. Vậy thì điều khí của vấn đề mà huyệt trung cực lại là huyệt của bàng quang, tức là huyệt điều trị tiểu. Thì thế đưa từ ở kim đi xuống là để kim sinh thủy để điều thủy, kim sinh thủy điều thủy. Thứ hai nữa là điều nhiệt trong cơ thể. Mà điều nhiệt nào? Nó là điều hỏa. Điều thân nhiệt. Nhiệt nào? Nhiệt là âm hay dương? Thủy âm hay thủy dương? Thủy âm thì âm. Âm. Như vậy là chữa luôn cả sốt. Sốt huyết, tức là sốt. Nhiệt trong máu, tức đang là âm, âm trong âm, âm trong âm. Mà trường hợp phải nóng lạnh đâu chữa được cái này. Cái là điều nhiệt á, à điều điều thủy thôi. Điều thủy thôi. Nóng gì lạnh? Nóng lại không được ạ. Cái điều thủy thôi. Mà điều thủy này là đương nhiên trong máu có nhiễm trùng. Vậy thì bây giờ người ta đang lên cơn sốt, cổ họng khô, môi khô, da khô, phế khô, có được không? Được. Đấy, có được gọi là điều thì người ta sẽ mát, nó sẽ mát. Mà nó mát là mát trong máu thì cơ thể nó mới giảm được nhiệt nhanh. Mát trong khí á thì nó giảm xong một tí khí lại bốc lên, nó lại nóng trở lại. Mát trong máu nó mới mát luôn được. Vì thế mà hồi nãy kiểu anh vì thế bây giờ anh quyết định là anh làm trên nhân trên đất. Đất là mát khí, là lát khí lại lên, nhưng mát trong máu á thì nó giữ được lâu. Hôm qua cái chị nó ra chị thì thấy bình thường không cô. Mà chỉ một cái ngón tay tay xuống tay trái mình phải mình khô, nó khô mà nó bong da nó đỏ như sao phải không? Ngón tay cái trái. Vậy là cái phế là nó nhiệt quá rồi. Cái đó là do trong can nóng quá, nó can độc. Thành ra thay vì kim khắc mộc nó lại kim không khắc được mộc, mộc thường khắc kim. Ở bên này nghe cái trường hợp nó lắm, nó là nhiều lắm á. Tôi thấy á, tôi cũng tiếp lúc ấy về này như vậy. Cái bộ phế, bộ phế, bà ta. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Bây giờ từ kim sinh thủy, rồi bây giờ từ thủy sinh mộc. Thủy sinh mộc là thận lên can. Thì theo bài nhâm á, là thận là trung cực, lên can là cư vĩ, thì bây giờ hóa ra lại là mộc nhập thủy là cư vĩ xuống xuống trung cực. Vậy thì bên mạch đốc á, thận du lên can như là thuận. Ở bên mạch nhâm á lại là mộc nhập thủy, mộc nhập thủy đây để làm gì? Điều căng thẳng này. Đấy, điều căng thẳng, điều căng thẳng.
Và còn gì nữa? Từ cự khuyết xuống trung cực. Cự khuyết là tâm. Trung cực là thấy điều hòa tiểu hòa. Còn cư vĩ xuống trung cực, hai cái điểm đó cách nhau chút xíu thôi. Vì thế mà mình cứ vuốt là vuốt lung tung, bây giờ phải vuốt đúng vào chỗ nào, phải tìm đúng cái vuốt. Vậy thì vô tình, nếu mà vô tình á, ta cứ vuốt để tay đại vào cái cục này ta vuốt, thì hóa là từ cư vĩ xuống trung cực mà vuốt mà chật cái cục xuống đó này, mà sang cư vĩ là tâm với cái thận, thì phải tâm thận giao nhau là điều hòa tiểu hòa, điều hòa tiểu hòa, mà điều hòa tiểu hòa, điều hòa về huyết. Nhưng mà nếu điều hòa về huyết á, mà là huyết trong huyết thì làm sao? Huyết trong huyết là chữ gì? Các điều hòa về huyết rồi, nhưng mà nếu là vuốt 9 lần là huyết trong huyết thì là cái gì? Mà huyết trong khí là gì? Huyết trong huyết á là tăng lượng máu, tăng lượng huyết cầu, tăng cái lượng máu thôi. Yeah. Thì tương đương với tốc độ máu. Nhưng mà khí trong huyết đó là tăng hồng cầu bạch cầu, tức là nó lại là hệ đề kháng miễn nhiễm của cơ thể, nó là hệ đề kháng miễn nhiễm của cơ thể, tức là tăng sự chống trả bệnh của huyết, tức là ta cho mày số lượng huyết rồi, nhưng mà từ trong cái huyết của mày, mày điều chỉnh ra bao nhiêu quân hồng cầu lên mà cầu để chống bệnh, như vậy là khí trong huyết. Thì là có người vẫn mập mà vẫn bị nhiễm trùng như thường. Có người ốm là số lượng huyết thiếu, nhưng mà sự gọi là chống bệnh rất là cao. Là vì như vậy là bây giờ mình